Trong quá khứ, những phụ nữ yêu thích cái đẹp đã tốn số tiền rất lớn và chịu đựng các nỗi đau chỉ vì muốn có được một khuôn mặt đẹp, theo đuổi vẻ đẹp ngắn ngủi. Sự lựa chọn của bạn thực sự chỉ có như vậy sao? Sphere dẫn đầu thế giới, sản phẩm chăm sóc da yêu Việt, hợp tác với đội ngũ y tế hàng đầu thế giới, vận dụng các nguyên liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới, giới thiệu cú sốc tổ hợp vi chỉnh hình Sphere, khiêu chiến với giới hạn của ngành công nghệ làm đẹp, lập tức xóa mờ nếp nhăn trong 14 ngày, cải thiện các lỗ mụn trong 14 ngày, làm mờ các vết nám đen trong 14 ngày, làm mịn làn da thu nhỏ lỗ chân lông trong 14 ngày, săn chắc da trong 14 ngày, tạo nên một khuôn mặt hình chữ V. 3 công thức độc quyền khoa học công nghệ của sự nghiên cứu và phát triển. Tế bào gốc của thực vật, chiết xuất từ chất dịch của cây Kava Kava, chiết xuất từ 100 loại thực vật ở vùng núi Ambers. Sự kích thích mạnh mẽ của các tế bào gốc tự thân, hoạt hóa và tái sinh các tế bào mới, tự nhiên loại bỏ các tế bào lão hóa, xây dựng lại độ đàn hồi của da, củng cố các tế bào mới, nhanh chóng làm giảm độ sâu của nếp nhăn, tái tạo độ đàn hồi của da, ức chế sự hình thành của hắc sắc tố, làm mờ các đốm sắc tố, có hiệu quả tiêu diệt các mụn bọc, làm mịn làn da rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông, làn da mịn màng tinh tế, căng da mặt chảy xệ, có được khuôn mặt thon gọn săn chắc hình chữ V. Tổ hợp vi chỉnh hình Sphere giúp bạn không cần đến dao kéo, không gặp rủi ro, không phải sợ hãi. Hãy tin vào những gì bạn trông thấy. Chỉ cần 3 bước đơn giản giúp bạn trong vòng 14 ngày ngắn ngủi lập tức hồi xuân trở lại. Tổ hợp chăm sóc hiệu suất cao, duy trì làn da trẻ đẹp săn chắc. Yêu thích Sphere, yêu mến bản thân, vẻ đẹp của bạn hoàn toàn tự nhiên.